Nhiều người ta cứ nghĩ em là thế nào nhỉ? LGBT á. Vào cơ quan thì được mệnh danh là chị Đào. Em khổ tâm lắm. Dạ em chào chị Đào. Là hôm nay chị tha cho em được không? Chị có làm gì đâu. Ở cơ quan em là em stress nặng với cái vấn đề đó. À thế hả? Nhưng mà bản thân mình có thấy mình như vậy không? Dạ không, em rất bình thường. Nếu không mắc gì phải stress. Nhiều lúc em cũng hùa theo, em tát nước theo mưa. Thế là em cũng cảm giác là đôi lúc nó tự ái thật. À. Ôi đâu sợ em ơi, anh mình ta còn nói anh BD mà. Có đâu, có gì đâu BD. Tự tin lên, không có cái gì stress, không có cái gì mà. Mạnh mẽ lên. Không có đâu. Mạnh mẽ lên, vui thoải mái thế nào. Trời ơi, ngồi buồn ngủ quá à. Ok chưa? Coi. Mạnh mẽ lên cưng. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Rồi. Em tên là Đào Minh Anh ạ. Sinh ra và lớn lên ở quê Hà Tây ạ. Em hiện giờ đang làm việc và công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở cảng hàng không quốc tế ạ. Em làm cái khâu nào trong đó? Dạ, em làm bên phòng cháy chữa cháy ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả ạ. Xin tự giới thiệu về một bài về mà em tự sáng tác mà em run quá. Mọi người có thể cho em một tràng pháo tay không ạ? Ủng hộ em. Nghe về giới thiệu. Tên thật Minh An, sinh năm 88, sống nơi đẹp lắm Đà Lạt mộng mơ. Hiện nay đang làm kiểm soát chất lượng, mang nông sản sạch đến cho mọi nhà. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, lạc quan, thích đi du lịch, mở mang đầu óc. Ưu điểm nổi bật, sáng tạo, tự tin, nấu ăn việc nhà, ra tay là xong hết, biết đan móc lên, cắm hoa nghệ thuật, chăm sóc cây cảnh cho tâm an nhàn, khả năng âm nhạc, làm thơ, đọc sách. Khuyết điểm cũng có, hậu đậu khỏi chê, hơi lười thôi nhé, đừng chê tôi nhé. Đến đây mong gặp một nửa yêu thương, chữ nợ chữ duyên song hành một lối. Em xin hết ạ. Dễ thương quá. Bạn nghe hết cái bài bè đó dễ thương lắm, bạn nhớ gì trong đó không? Dạ em nhớ cái hậu đậu ạ. Trời ơi, bao nhiêu cái tốt không nhớ, nhớ cái hậu đậu. Không nhớ một cái thôi hả? Dạ cũng nhiều cái khác. Cái nào nữa nói thử coi. Có nghĩa là bạn ấy rất là chu toàn trong cái cuộc sống gia đình. Nấu nướng ăn là rất ngon, cái hậu đậu em nhớ nhất. Rồi mình nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh không có, điểm yếu nhiều lắm. Ví dụ nóng tính, cái mặt em thì rất là lạnh. Có người đi ra ngoài thì bảo em là gợi đòn. Nhưng mà em thì sống thiên về cái tình cảm. Em sống nội tâm ạ. Về cái vẻ ngoài nữa thì cái tóc em nó có một cái chút gì đấy anh em mình có họ. Gì? Tóc suy nghĩ nhiều nó rụng cũng một mớ rồi. Không sao cả. Có thuốc hết không lo. Ngoài cái bài vẽ đó em gái có bổ sung thêm gì về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình không? Nhiều khi á, em rửa chén em rảy cho chén nó khô á, xong xoáy một cái rồi treo nguyên một vòng nguyên một chồng chén rễ luôn. Thì em bếp, muốn hỏi vô là... bếp là xong ngay. Xong ngay là bể hết. Em muốn hỏi là bạn nam có biết rửa chén để bù cho em cái điểm đó hả? Cái việc nhà thì mình chắc là cũng làm được nhưng mà lười lắm. Ôi anh lười, em cũng lười, ai làm việc nhà. Thôi chị đề nghị mình ăn chén mũ hay chén nhựa gì đó. Chén bây giờ nó bán ăn lần là giục luôn á, mấy đứa khỏi rửa. Dạ vâng. Dạ vâng luôn hả? Rồi xong luôn. Em có tật xấu gì không cưng? Tật xấu hả chị? Chăng hình như hết rồi chị ơi. Hết rồi phải không? Dạ. Rồi tình trường? Em đã trải qua 4 mối tình rồi ạ. Cái 3 mối tình đầu á thì giống như là mình thấy bạn bè nó có người yêu mình cũng muốn có, nhưng mà cái mối thôi đúng không? Dạ, cái mối tình thứ tư á em phát hiện ra là bạn đó không có chung thủy, bạn á có người khác á. Thì sau khi em chia tay á giống như là em mắc niềm tin vô tình yêu luôn á chị. Em tập trung cái thời gian của mình vào cái công việc. Cái thời gian còn rảnh thì em đi chơi, đi du lịch vậy ạ. Nhưng mà em chia tay cái mối tình cuối đó là cách này bao lâu rồi? Dạ em chia tay hơn 5 năm rồi. Thì mọi người cũng sợ em ế cho nên cũng làm mai cho em. Nhưng mà gặp cái bạn á im quá em cũng thích, rồi lại gặp cái bạn khác á thì ngày đầu tiên đi hẹn hò thì bạn đó nói mới vừa ăn thịt chó xong. Em không thích người ăn thịt chó. Muốn hỏi bạn trai kia có thích ăn thịt chó không ạ? Thịt chó thì có ăn nhưng mà lâu lắm rồi mình cũng không ăn. Thịt thà dữ trời. Tao nói đại nó không có đi, còn phải có ăn mà lâu quá không ăn thiệt tình. Rồi bạn trai bên kia tình trường sao? Em thì cũng trải qua gom góp cho cuộc đời được 2 mối tình đến bây giờ. Cái mối tình gần nhất của em thì là bạn học cùng với cấp 3 với em, cũng kéo dài được khoảng 4 năm. Wow, 4 năm thì cũng lâu mà, tại sao chia tay? Dạ thì đứa nam đứa bắc chị ạ. À, em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cái tính cách của bạn gái đấy mà mình có thể hòa hợp được. Không có tiêu chuẩn gì hết hả? Tiêu chuẩn thì nó cứ lụi lụi dần theo những tháng năm cái và cái này và cái này. Thí dụ đi. Khoảng tầm 3-4 năm trước ấy, có những cái ước mơ ai cũng muốn đẹp mà anh, ai cũng muốn có những cái một người mà người yêu mình đi bên cạnh mình cảm thấy tự hào á. Nhưng mà dần dần đến cái chia tay cái mối tình gần nhất á thì em đóng cửa với tất cả. Nhiều người ta cứ nghĩ em là thế nào nhỉ? LGBT á. Rồi sao nữa? Vào cơ quan thì được mệnh danh là chị Đào. Em khổ tâm lắm. Dạ em chào chị. Chào chị Đào. Dạ, hôm nay chị tha cho em được không? Chị có làm gì đâu. Ở cơ quan em là em stress nặng về cái vấn đề đó. À thế hả? Nhưng mà bản thân mình có thấy mình như vậy không? Dạ không, em rất bình thường. Nếu không mắc gì phải stress. Nhiều lúc em cũng hùa theo, em tát nước theo mưa á. Thế là em cũng cảm giác là đôi lúc nó tự ái thật. À, có gì đâu sợ em ơi, anh mình ta còn nói anh BD mà. Có gì đâu, có gì đâu BD. Có gì đâu BD. Mà chị hỏi đừng em nè, em làm trong cái môi trường chỗ đó tiếp viên hàng không rồi cũng nhiều, sao mình không có tìm được bạn gái hả cơ? Bản tính em nhút nhát rồi. Tự tin lên, không có cái gì rồi, stress, không có cái gì mà. Mạnh mẽ lên. Nữa, chọc cho ta nữa. Chưa. Không có đâu. Mạnh mẽ lên, vui thoải mái thế nào. Trời ơi, ngồi buồn ngủ quá à. Ok chưa? Coi. Mạnh mẽ lên cưng. Em mong muốn cái điều em ở người bạn gái mình là những cái điều như thế nào? Cái mong muốn nhất ấy, thì muốn chia sẻ với bạn gái là em luôn coi trọng gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Đừng có xe xua đua đòi quá. Thì hiểu được ý của em rồi đó. Bản thân em thì em thích người bạn trai như thế nào? Thì em đang đặt ra một cái chiến dịch gọi là chiến dịch 4D. Đạt đúng đủ đẹp. Thứ nhất là đạt, bạn phải đạt chiều cao trên 1m65. Rồi. Bạn phải có sự nghiệp ổn định và có tinh thần cầu tiến. Rồi, cái đó đạt rồi đó. Đúng là bạn phải đúng giờ và giữ đúng lời hứa. Cái đó đúng không em? Lời hứa với em là số 1 đấy. Rồi, đúng giờ không em? Dạ. Chắc đi làm trái gì vào đâu đúng giờ. Rồi, đúng luôn. Đủ thì bạn phải là một người đủ yêu thương, có sự bao dung và lòng chung thủy ạ. Có yêu cầu tóc tai gì không? Về đẹp thì em chỉ cần một bạn ngoại hình là dễ nhìn là được rồi. Rồi. Rồi, chàng trai bên đây cái gì cũng có, rất là hiền hậu, nói chung là tướng tá cũng rất là phong trần đẹp trai, chỉ có hơi hói hói chút. Được không? Được không? Nếu mà có cái khác bù lại thì cũng vẫn được ạ. Bù hết á, đẹp trai. Dạ được. Em ghét nhất cái tính xấu gì của đàn ông? Tính xấu của đàn ông á thì em không thích là bày hay, mề, nổ, khe khoai á anh. Em cũng không thích bạn như vậy, keo kiệt em cũng không thích ạ. Có bày hay không? Em có lộn xộn thôi em không lấy. Có lộn xộn? Ồ. Lộn xộn với bày hay nó như nhau. Keo kiệt có không? Không. Hơi tính toán chút đúng không? À không, cái tính toán để cho gia đình chứ không có tính toán cho bản thân. Tiền ai giữ? Em thì không có cái khiếu giữ tiền đâu, em có bao nhiêu em hết. Cái này phụ nữ thích lắm. Được rồi đó. Nói chung là anh phỏng vấn qua lại thấy đáp ứng nhu cầu của em khoảng 80 đến 90%. Được ha? Rồi. Giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba mẹ, gia đình của dì Dượng, em gái với lại bạn của em ạ. Cả gia đình mình luôn. Dạ. Chào gia đình bạn gái ha. Nói mời chung là cô chú đây có lại gia đình luôn. Dạ. Xin chào bà, chào bạn trai. Thì tôi là Trần Thị Nhớ, là mẹ của Minh An. Theo tôi thấy là cháu đây cũng được. Thì mong rằng là hai cháu tìm hiểu với nhau. Rồi dạ. Cảm ơn gia đình ạ. Mời bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cả bạn đời của mẹ em với cả em hàng xóm ạ. Bạn đời của mẹ em nè. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến tới Quyền Linh và Cát Tường cùng tất cả các vị trong khán trường. Tôi là thân sinh ra Minh Anh. Minh Anh tính tình thì chính xác là hiền lành, thế nhưng mà cũng rất quyết đoán, hơi nóng tính một chút. Nhưng ngược lại có một cái ưu điểm là rất quan tâm chăm sóc mọi người. Cái công việc nhà là làm tương đối tốt. Qua nhận xét thì thấy thế này, cháu về cơ bản là chân thành. Tất cả mọi thứ là đều do hai đứa. Chú chỉ nói một điều với cháu thế này, tương lai của các cháu là cháu tự quyết định, phụ huynh cũng chỉ là người tác thành thôi, hãy suy nghĩ kỹ. Xin hết. Dạ, cảm ơn chú ạ. Và bây giờ là thời gian để cho hai bạn trao đổi trực tiếp với nhau ha. Mình cũng hiểu được nhận xét và suy nghĩ gia đình mình rồi ha. Mở rào. Mạnh mẽ lên nào. Cười tươi lên. Đó. Có ba ngồi dưới thì đừng có lo. Tự tin lên nha. Rồi. Không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi. Mình có lãng hoa mình tặng. Dạ em cảm ơn ạ. Em có món quà tặng anh ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ anh mở món quà ra đi anh. Đây là một cái nón len do em tự làm, anh đội lên thử anh. Đội lên đi, đúng rồi, đội lên là đâu có thấy gì đâu. Tưởng đâu dò quẩy. Cảm ơn em. Dạ để em đội cho anh. Ở Đà Lạt ha, có nón đội hết thấy hói luôn, đẹp luôn. Hết hói luôn anh hả? Dạ. Ở trong đó có một bức thư của em nữa, anh đọc đi ạ. Gửi anh, điều em muốn nói. Em đã chờ chữ duyên, giữa dòng đời xuôi ngược. Ngoài kia bao người qua, chỉ mình em đứng lại. Đợi chờ một ai đó, nắm lấy bàn tay em. Em tìm anh lâu lắm đó. Hy vọng người em tìm sẽ là anh đúng không? Minh An, cảm ơn em nhiều. Anh có quan niệm gì về tình yêu ạ? Với anh, tình yêu nó là chân thành. Nên chia sẻ cho nhau dù nhỏ. Được cái chia sẻ đó thì mình sẽ được gắn kết rất lâu. Tính anh thì thật sự ra thì không hay nói đâu. Anh thích nghe hơn và thích được chê. Thật sự là nên chia sẻ, anh nghĩ là như vậy. Anh công tác ở Hồ Chí Minh là anh làm ở đây luôn hay là sao ạ? Anh làm ở đây. Thì em ở Đà Lạt á, thì anh có ngại là khoảng cách không ạ? Hình như trên đấy có sân bay Liên Khương thì phải. Dạ đúng rồi. Không làm sân bay, muốn đi gì nào đi, có gì đâu. Có được không anh? 30 phút là tới. Em không thích đi máy bay đâu. Hả? Em thích đi xe máy hơn. Trời ơi, xe máy sao đi nổi. Có những lần em cũng đi, một mình em đi phượt trên đó. Yêu nhau xa như vậy thì mình định là mình bao lâu mình mới gặp nhau một lần? Công việc của em thì thời gian cũng rảnh cũng nhiều. Theo em muốn anh sẽ như thế nào với em? Không, anh thử nói về cái sắp xếp của anh đi ạ. Nửa tháng anh sẽ sắp xếp tầm 3-4 ngày. Vậy là nhiều anh sẽ lên đó. Em muốn là ví dụ như có một cái vấn đề về cuộc sống thì vui hay buồn gì á, thì mình cũng tâm sự, mình chia sẻ cho nhau để hiểu nhau hơn ạ. Sau này á, mà tiến tới hôn nhân á, thì lấy chồng thì mình phải theo chồng rồi, thì anh có thể sắp xếp những cái công việc cho em được không ạ? Tại vì em á, thì em học khoa nông lâm. Em thích làm mà em thích làm cái mảng nhiều tiền hay cái mảng đủ sống? Dạ. Rồi hỏi câu khó trả lời. Mảng nào cũng được ạ? Không, anh cái mảng nào mà mình cảm thấy yêu thích là được. Thì em em vẫn là thích hoa thì em sẽ kinh doanh hoa. Anh rất thích một người kinh doanh. Anh cũng là một người đang kinh doanh nhưng mà kinh doanh nhỏ lẻ. Anh mong muốn rằng dù thế nào đi chăng nữa, mình hãy sống thật với cảm xúc em nhé. Dạ. Rồi, kết thúc. Nói chuyện với người nhà của mình, ba mẹ của mình, ông bà, tất cả gia đình của mình. Chúng ta không thể nào bấm dối con tim mình được nha. Hãy làm đúng với trái tim của mình. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Đấy, có mẹ, gia đình gì của cô gái. Hãy xin phép hẹn hò và gì đó. Dạ con xin phép bác ạ. Hôm nay chúng con đến đây đã làm cái duyên. Thì con xin phép bác được hẹn hò với em ạ. Rồi bạn gái nói về với chú đi. Cái khoảng cách nó hơi xa cho nên bữa nào mà bạn lên thăm con thì bác cũng cố gắng sắp xếp cho bạn lên. Yên tâm, vé máy bay bác lo. Đó thì đàn trai đàn gái luôn. Mình nghĩ rằng chú có một vài lời cùng với đàn gái đi ạ. Mình giao lưu với nhau đi chú ạ. Đi đâu sau này là mình su gia đó. Sẽ là su gia thật sự thì sao? Xin phép với các bác này, các cháu ấy. Con chúng ta bây giờ có tuổi rồi. Thực sự là hôm nay nó làm cái duyên. Vâng. Cái này là duyên ông trời ông định. Và có ông Tơ bà Nguyệt đứng ở đây ạ. Thế cho nên là thôi thì trước mắt là trước lạ nhưng mà sau quen. Thế thì hôm nay chúng ta gặp mặt. Thế còn tôi thiết nghĩ là khi các cháu đã có cái động thái là đồng ý với nhau thì chúng ta sẽ có những cái mà gặp gỡ sau này. Thì cháu An cũng có những cái lo lắng. Nhưng cái điều đó cũng không là vấn đề gì cả. Cái quan trọng là thương yêu nhau. Thì còn công việc thì ông trời ông định rồi. Đâu sẽ vào đó hết ạ. Thấy hai cháu nó đến với nhau mà đó là một cái cái duyên. Hai cháu nó có ấy sau này thì để nó tìm hiểu với nhau. Dạ, vâng. Rồi. Cảm ơn gia đình ạ. Thưa cô thưa chú á, là rất nhiều người đang ngồi ở vị trí cô chú. Bây giờ họ đã làm xui với nhau tại chương trình Bạn Muốn Họ này. Và mong rằng một ngày sớm nhất cô chú cũng sẽ gặp nhau để chúng ta bàn cái chuyện của hai đứa nhỏ nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ, con xin phép bác ạ. Em biết nấu ăn, em sống thiên về gia đình, em thích chăm sóc gia đình, dễ tha thứ. Nhược điểm của em thì là em hay trầm tính, hay nói thẳng. Em thích ăn ngon. Ăn ngon tật xấu gì, ai cũng thích ăn ngon, chị cũng thích ăn ngon. Ăn ngon tốn tiền lắm chị. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mình giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn nam ở bên kia và chào khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thanh Hằng, năm nay em 27 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Quê mình ở đâu Hằng? Dạ, quê em ở Sài Gòn chị. Rồi mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm kế toán ở một kho gạch ở huyện Bình Chánh. Rồi, cảm ơn em. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn gái và khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hải Linh, năm nay em 29 tuổi, em ở Đắk Lắc. Hiện tại công việc của em là kinh doanh tự do. Linh đang làm việc ở đâu? Em hiện tại đang làm ở thành phố Buôn Mê Thuột ạ. Tức ở Đắk Lắc làm ở Buôn Mê Thuột đúng không? Dạ. Linh 29 tuổi, Hằng 27 tuổi. Bạn có thể nói chút xíu về ưu điểm của mình đi Linh. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết yêu mọi người, biết nấu ăn, không hút thuốc. Còn nhược điểm của em là máu quê, hay nóng tính. Tướng gì mà nóng tính ta? Dạ, nóng tính trong công việc, còn trong tình yêu thì... không có nóng nha. Dạ. Tình yêu phải nhẹ nhàng nha. Dạ. Rồi mời bạn gái. Ăn đi sao? Điểm mạnh điểm yếu. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Em sống thiên về gia đình, em thích chăm sóc gia đình, dễ tha thứ. Nhược điểm của em thì là em hay trầm tính, hay nói thẳng. Có nhiều khi sẽ làm mít lòng người khác nhưng mà em cũng đang tập cái tính này lại, kiềm chế lại. Có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em là em thích ăn ngon. Ăn ngon tật xấu gì, ai cũng thích ăn ngon, chị cũng thích ăn ngon. Ăn ngon tốn tiền lắm chị. Với lại em ở nhà thì em bận đồ rất là thoải mái. Thoải mái là bận sao? Tại vì khi mà em ở nhà em hơi nuy chút xíu. Hơi nuy là không bận luôn? Dạ không chị, chỉ 70% thôi. Là mình bận underwear thôi. Dạ đúng rồi. Bạn trai sao? Bạn trai hồi xưa có ở trường có mưa không? Có chị Cát Tường ơi. Có luôn hả? Dạ hồi bé. Lớn lên còn không? Dạ, lớn lên có khi ở nhà thôi. Có luôn hả? Tối ngủ có bận đồ không? Dạ, bằng underwear. Cũng vậy luôn. Thôi, mình nói chuyện tình trường đi nha. Dạ. Nói hồi nó tùm lum tùm la bây giờ. Bạn trai trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua 2 mối tình anh Quyền Linh. Mối tình dài nhất là bao lâu? Mối tình dài nhất là thời sinh viên là 4 năm. 4 năm? 4 năm. Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ, lý do chia tay là sau khi ra trường thì em ở nhà. Em đi dạy, vì hồi trước khi em làm kinh doanh là em có đi dạy 2 năm. Còn bạn đi dạy ở dưới Bình Dương á. Khoảng cách xa nhau với công việc ở nhà nó nhiều quá. Ít nhắn tin gọi điện cho nhau. Thế là dần dần là tình cảm là không quan tâm đến nhau. Dạ, nhưng rồi. Chuyện không quan tâm nhau là do bạn hay là bạn nữ? Cả hai bên luôn. Tự nhiên nó tự chia tay không biết lý do. Trong tình yêu mà không quan tâm nhau phải chia tay rồi. Rút kinh nghiệm nha. Yêu là phải quan tâm với nhau. Dạ. Rồi còn bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình thứ nhất của em là lúc đó khoảng 20 tuổi thì em tính em tự lập. Cho nên là lúc đó thì em nghiêng về công việc đó chị. Em lo làm việc thì ít có thời gian quan tâm tới bạn đó. Cũng quan tâm nên chia tay. Dạ. Còn sau này? Sau này thì có cái bạn này thì em lại rất là quan tâm luôn chị. Nhưng mà phát hiện ra bạn này có một cái tính là lăng nhăng. Thì em quyết định là chia tay. Đã chia tay là bao lâu rồi em? Dạ được 1 năm rồi chị. Rồi, giờ quên hẳn hết chưa? Dạ quên hết rồi. Quên hết rồi. Tại vì người ta không tốt cho nên mình cũng không nhớ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Chỉ cần bạn đó dễ nhìn, có chí cầu tiến, biết hiền lành, biết yêu thương mọi người. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai nhậu nhẹt quá đà, gia trưởng quá. Có gia trưởng không em? Dạ không chị. Nói chung là nãy bạn gái đưa ra tiêu chuẩn đó em nhắm em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ 80%. 80% quá dữ rồi. Vậy em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm mẫu bạn gái nhìn dễ thương, 3m bẻ đôi là được chị. 3m bẻ đôi là khoảng 1,5 m đúng không? Dạ, rồi ngang ngựa chị Cát Tường là được đấy. Rồi, còn được. Gì nữa? Dạ, nói chung là người mình thương thì nhìn lúc nào đẹp anh, nên cái tiêu chuẩn đó ít đặt ra lắm anh. Ừ. Rồi bây giờ thấy thương là thương đúng không? Dạ. Cho bây em giờ coi nào. Hình bạn gái luôn để coi bạn em coi thấy hình là đúng mẫu của em chưa? Có được không nè? Thử coi bạn thấy kết không? Đó. Được không? Cái này hình hồi nào vậy em? Dạ hồi thôi nôi á chị. Thôi nôi đẹp quá ha. Em cái tay em bóc cái gì vậy? Hả? Dạ em bóc cây viết. Bóc cái gì? Bóc cây viết chị. Bóc cây viết hả? Dạ cây viết với tiền. Ngầu quá ha, đều kiến đen đâu nữa. Rồi để anh coi cái hình ảnh hiện tại nó như thế nào. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ ở hồi nhỏ với lớn lên nó không giống nhau cho lắm đâu anh. Khác xa hoàn toàn. Giờ cổ mã tao vậy thì thành công rồi ha. Rất là xinh đẹp. Dạ em cảm ơn anh. Em có thể làm dâu được không? Dạ được ạ. Làm dâu được. Dạ. Được rồi, những người mà nghĩ mình làm dâu được là cũng tốt. Nhưng nếu như bên đây đồng ý thì chừng nào em cho bước tới? Dạ em thì em chỉ cần là bạn đó có chí cầu tiến, biết làm ăn, yêu thương em và em cảm thấy hai đứa hợp nhau thì cái chuyện mà kết hôn thì sớm thì cũng được. Chỉ cần hợp nhau là được. Hợp nhau là được đúng không? Dạ. Không cần là nhanh hay chậm. Dạ đúng rồi. Cảm ơn đàn gái. Đàn trai chịu đàn gái rồi đó. Bây giờ em hình dung thử coi, em tưởng tượng đàn trai bên kia như thế nào. Anh ơi, anh cho có thể cho em hỏi anh cao bao nhiêu không ạ? Anh cao 1m7 em. Được, chuẩn. Dạ được. Vậy em cao nhiêu vậy em? Dạ em 1m64 ạ. Cũng cao quá ha. Em hình dung ảnh như thế nào? Dạ mày. Chắc là một chàng trai vừa. Mặt chắc có một làn da hơi ngâm, chín chắn. Đoán cũng gần đúng rồi. Em đeo kính đen gì anh bói? 80% phải không? Tự tin quá ha, đáp ứng 80% bạn gái luôn hả? Hồi nãy em nói công việc của em kinh doanh tự do, là cụ thể là em làm gì? Dạ hiện tại em sản xuất cây giống để cung cấp cho các đại lý á. Em tự làm cho em luôn hay làm cho người ta? Em làm cho em, đặc biệt là cây sầu riêng Musang King, vua sầu riêng thế giới hiện nay. Bên nhà mình có nuôi, có trồng hả? Hay là mình sản xuất luôn? Em qua Malai lấy chồi về ghép, làm tại nhà. Có cái điều gì em không thích ở người con gái? Ở người con gái mà em không thích đó là không chung thủy, bừa bộn, vậy thôi. Vậy thôi. Rồi bây giờ một cái khó khăn giữa hai bạn, một người ở Đắk Lắc hả, Buôn Mê Thuột, một người ở thành phố Hồ Chí Minh, thì em định là mình sẽ hẹn hò như thế nào? Nói chung nếu mình thương nhau á thì cái khoảng cách nó không quan trọng lắm chị. Nếu mà có cơ duyên quen nhau á thì đầu năm quen cuối năm cưới là được. Đầu năm quen cuối năm cưới. Quan điểm của em như thế nào về sống thử? Quan điểm của em là em không đồng ý cái quan điểm đó. Vì nói chung em vẫn cũng hướng về hiện đại, nhưng mà hiện đại với cái khác thôi, chứ còn về cái tình cảm mà như vậy là không được. Nếu như bạn nữ muốn sống thử với em để coi em như thế nào, bởi vì bây giờ phụ nữ cũng hay bị nhầm lắm. Lấy chồng về cũng không phải là chồng. Trong vấn đề đó sao mà thử được anh? Cái gì chứ bây giờ mình tìm hiểu nhau rồi, mình hợp nhau thì mình mới cưới. Rồi rủi cưới về rồi không có làm gì được hết trơn, dành nhau cái áo đầm rồi làm sao? Không, em nhường cho bạn. Mà bạn em nghĩ bạn nữ ấy cũng không thích quan điểm đâu. Nói chung là bạn có thể là mạnh mẽ. Để tôi hỏi đừng có đoán người ta. Em quan điểm về sống thử như thế nào cơ? Dạ em cũng có đồng quan điểm với bạn nam bên kia. Vậy hả? Dạ em chỉ thoáng về cái cách thoải mái, cái cư xử. Chứ vấn đề mà sống thử thì em cũng không có ủng hộ lắm. Rồi ok, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với dì của em ạ. Rồi cho gặp dì ạ. Dạ chào dì. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường, chào khán giả trường quay. Chào cháu. Cháu cháu gì ạ? Hằng thì ở nhà nó rất là giỏi, siêng năng, bản tính nó sống rất là tự lập. Thấy cháu rể tương lai được không? Nhìn tướng bên ngoài thì cháu có vẻ là giỏi giang, đảm đang. Con cảm ơn cô ạ. Tính tình hiền không cô? Tính tình thì cũng hiền. Dì ủng hộ không dì? Ủng hộ cho hai cháu để bấm nút rồi tìm hiểu đến hôn nhân. Cảm ơn dì. Cảm ơn dì. Bạn trai đi với ai? Hôm nay em đi với em trai của em. Rồi, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào toàn thể quý vị khán giả và chào chị. Chào bạn. Em cảm thấy thì hai anh chị rất hợp nhau. Anh chị thì dịu dàng, dễ thương, còn anh Linh thì hài hước và có trách nhiệm. Em cũng muốn sau chương trình thì mong muốn hai anh chị nên duyên. Rồi, cảm ơn em. Em trai dễ thương quá ha. Như vậy là hai bên cũng ủng hộ hết rồi đó. Do hai em thôi. Mở rào. Mình có một món quà muốn tặng bạn. Anh cũng có món quà tặng em. Tại anh cũng định làm một cái cây dừa đẹp tặng em nhưng không kịp nên là dạ. Cuối cùng em đã tặng anh cây đúng không? Dạ. Trùng hợp. Dạ, em tặng anh sen rồng và xương đá. Em rất là thích hai loại hoa này và ý nghĩa của nó. Em cũng rất là thích cái cách sống của sen đá và xương rồng á. Anh cũng thích xương rồng. Dạ. Rồi hai bạn ngồi đi. Cảm nhận về nhau như thế nào ở lần đầu tiên gặp mặt? Dạ. Em thấy anh cũng là một người khá là hiền lành. Tính tình thì cũng khá là giống em. Anh thấy em thì cũng dễ thương. Hồi xưa giờ anh không tin vào duyên số. Nhưng nếu mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ tạo cho chúng mình nên duyên. Dạ. Hai bạn có món quà gì tặng dành cho nhau không? Món quà tinh thần. Dạ, em xin hát một khúc tặng anh. Thì là con tim đã yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi. Chẳng cần anh như chàng trai trong những giấc mơ. Chỉ cần mỗi khi bên cạnh trái tim không lành. Cả đời dư xanh trong mắt anh. Gần anh em thấy mình yêu mềm, yêu mềm, yêu mềm. Bàn tay anh luôn che che, em hơi sói ca. Em luôn quá. Hát sói ca phải không? Bạn trai tặng món quà gì cho bạn gái? Hát một đoạn một câu. Rồi. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Ở nơi ấy họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Hay quá. Rồi, bây giờ hai bạn đứng lên đi. Rồi, dạ. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Hãy nói một câu gì đó thật là chân thành nhất. Mời hai bạn. Nói chung là lên chương trình này thì chắc mình cũng có duyên gặp nhau rồi đó. Anh nhìn em cũng thấy thích rồi. Nói chung là nếu em cho anh cơ hội thì chúng mình bấm nút hẹn hò. Rồi. Mời các bạn về vị trí. Nhìn nhau, trao đổi những câu chuyện. Chúng ta đã hiểu một phần về nhau rồi. Đây, đặt tay vào đôi mắt rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra là con tim mình một lần cuối. Tim mình có rung động hay không? Rung động, hẳn bấm nha. Bấm là trao duyên, bấm là hẹn hò. Rồi, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, nói gì một câu đi. Xin phép gì đi. Hôm nay tới chương trình Buôn con cảm ơn gì cho con xin phép được hôn em một cái. Nói gì gật đầu rồi đó. Mà em đồng ý không? Em thấy mình ôm nhau một cái thôi được không anh? À vậy em ơi. Okay. Rồi đây là